Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhuộm râu. Khi mà các bạn đã có một cái bộ râu quai nón rồi, thì chắc là không ít các bạn sẽ có những cái cọng râu mà nó chưa được đen và nó chưa đều đẹp lắm. Thì cái cách mà để cho nó râu nó đen nó đẹp đó, thì các bạn có thể sử dụng cái thuốc nhuộm râu. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng á, thì các bạn nên sử dụng cái thuốc mà chuyên dành cho nhuộm râu nha, các bạn cứ không nên sử dụng cái loại dành cho tóc. Bởi vì cái loại dành cho tóc đó, thì nó sẽ có nhiều thành phần hóa chất, nó sẽ không tốt và nó ảnh hưởng tới cái da mặt của mình nhiều hơn thay vì mình dùng cho cái da đầu. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đó là cái sản phẩm là Bigen. Bigen này là cái loại nhuộm râu của Mỹ. Thì cái ưu điểm của cái hàng này á, thì nó lên màu tự nhiên rất là đẹp. Cái thứ hai nữa là nó sẽ không gây dị ứng kích ứng da. Cái thứ ba nữa là nó sẽ không dính vào da của mình sau khi nhuộm. Cái thứ tư nữa, cái ưu điểm của nó là rất là dễ dễ nhuộm, rất là dễ nhuộm, bởi vì những cái dụng cụ ở bên trong họ cho nó là cái lượng. Thì cái hộp hình dạng bề ngoài nó như thế này các bạn. Cái sản phẩm này là sản phẩm của Mỹ nha các bạn. Thì ở bên trong của nó sẽ có hai cái tiếp nhuộm, hai cái tiếp màu. Này là mình đã dùng rồi nha các bạn. Hai cái tiếp màu này. Đây, hai cái tiếp màu rất là to nha các bạn, rất là to. Đối với cái bộ râu như mình vậy đó, mình có thể suy nhuộm được khoảng trên 10 lần. Thì các bạn tính đi, mỗi lần đó là cách nhau khoảng 2 tuần là các bạn nhuộm. Thì 10 lần thì có nghĩa là các bạn sẽ nhuộm trong vòng 20 tuần đó, 20 tuần các bạn. Thì nói chung là nó sẽ nhuộm trên 6 tháng, trên 6 tháng. Thì cách nhuộm thì nó cũng đơn giản, các bạn nặn cái tiếp này ra tỷ lệ 50 50 đó. Họ có cho mình cái cây lược các bạn. Cái cây lược này bằng nhựa nhưng mà nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Dùng hết cái sản phẩm rồi thì bỏ thôi, nhưng mà họ cho mình cái cây lược rất là chắc chắn. Cái này các bạn để bao nhiêu lâu cũng không bị hư cái lược này. Cái lược này mình thấy là cái độ rất là chắc chắn. Thì bây giờ mình sẽ đối với bộ râu của mình thì mình sẽ nhuộm từ đây, quai nón, ria mép, ria cạp, nhuộm cho nó đen lại. Thì bây giờ mình sẽ xịt hết, đổ cái dung dịch bên trong ra, mình xịt hết vào hai cái lần. Ở đây nó có hai cái lần dành cho một cái tiếp, và đây là dành cho một cái tiếp khác nữa. Thì mình trộn với nhau, sau đó mình lấy mình chải lên ha. Thì bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Ít, nó ra nhiều quá các bạn, mình lỡ tay mình xịt nó ra nhiều quá rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ nặn lên. Cái tiếp này là cái nó màu trắng nha các bạn, màu trắng nè. Cái tiếp thứ hai nó có cái màu ngà vàng. Nhưng mà khi mình trộn hai cái tiếp lên thì nó sẽ ra một cái màu khác. Cái tiếp thứ hai này chính là cái tiếp màu của nó. Đây các bạn, mình quét lên không được đẹp ha, tại vì cái chai mình nó xịt cũng gần hết rồi. Thì bắt đầu mình chà lên, chà lên các bạn. Cái này nó dính vô cái tay mình nãy à, dính vô cái tay mình, quét lên để nó không có phí thuốc. Thì bắt đầu khi mình nhuộm, mình sẽ lấy cái lược này đó, mình chà lên cái râu mình, chà đều đều lên. Sau đó khoảng 5 phút sau các bạn rửa lại. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm nha. Đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhuộm râu. Nó đơn giản lắm các bạn, nó đơn giản không có gì mà khó. Nhuộm xong trong vòng 5 phút sau là nó đen mung, và cái màu nó lên màu đen rất là đẹp nha, màu đen tự nhiên, màu tự nhiên các bạn, màu tự nhiên rất là đẹp. Một điều nữa là cái begin của Mỹ này nè, nó không có làm dị ứng da và nó không có dính da. Thường mấy cái loại khác giống như là cái loại Just for Men của Mỹ á, thì cái loại đó cái dung lượng, cái dung tích của nó ít hơn gấp 3 lần, ít hơn. Cái hàng Bigen này nó nhiều hơn gấp 3 lần, và cái số lần nhuộm của các bạn sẽ tăng lên.
Đối với những người mà có cái bộ râu nhiều thì các bạn sẽ rất là dễ nhuộm. Còn đối với những người mà có cái bộ râu ít thì nó nhuộm nó hơi khó, tại vì râu các bạn nó bị ngắn. Nó bị ngắn. Cái hàng này á, đặc biệt là nó không dính da các bạn. Khi mà nhuộm lên nó không dính da. Khi mà mới nhuộm thì các bạn cũng nghĩ là cái màu nó trắng trắng vậy là làm sao nó đen được. Nhưng mà khi mà các bạn rửa nước thì tự nhiên cái râu của bạn nó đen lại. Đó, còn bây giờ mình chưa thấy được cái màu đen đâu các bạn. Cái màu này nó chưa đen. Giống như là mình nhuộm xong là mình rửa nước á, cái bắt đầu nó mới lên màu. Chứ nó bây giờ nó chưa lên màu được. Sau nhiều năm sử dụng nhiều loại nhuộm râu thì mình thấy là cái loại Biegen này là cái loại mà hiện tại tới thời điểm bây giờ là mình hài lòng nhất, và khách hàng của mình cũng có rất là nhiều người họ rất là hài lòng với cái sản phẩm này. Nó lên màu tự nhiên rất là đẹp, tiết kiệm, giá cũng là rẻ. Đó, chất lượng thì lại là chất lượng của Mỹ. Sản phẩm này thì được nhà sản xuất bán ra có với số lượng có hạn, cho nên là các bạn cần số lượng lớn, số lượng nhiều cũng không có. Bên mình thì chỉ lấy về cho khách quen thôi. Cho nên khi mà các bạn chọn thì các bạn có thể vào shop của mình để tham khảo. Bên mình hiện tại đang có hai loại Just For Men với lại cái loại Began. Mình lấy thêm cái loại Just For Men đó là bởi vì ngày xưa khách của mình là sử dụng cái loại Just For Men nhiều rồi, họ cũng thích cái loại đó. Nhưng mà từ khi mà khách mà sử dụng Just For Men đó, họ chuyển qua cái loại Began đó là họ lại thích cái loại Began hơn. Ok các bạn, như thế là nó đều đó. Các bạn để trong vòng khoảng 5 phút sau rồi các bạn rửa lại thì các bạn sẽ có một cái bộ râu lên màu đen rất là đẹp, màu đen rất là tự nhiên. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại và tiếp tục cái video để các bạn nhận xét xem cái bộ râu nó có lên màu đẹp hay không ha. Sau rồi các bạn, mình mới vừa đi rửa mặt lại, rửa mặt lại và hiện tại mình thấy cái râu của mình nó đen hơn so với cái lúc đầu các bạn, đen hơn, cái màu nó đẹp hơn, lên tự nhiên nha các bạn, chứ không phải màu đen thui nha, màu tự nhiên đen đẹp hơn. Ở ngoài mình sẽ nhìn thấy rõ hơn cái điều này. Thường sau khi mình nhuộm xong thì mình sẽ xem lại cái râu mình nó đã phù hợp chưa, rồi mình sẽ sử dụng một cái ít sáp. Với lại hiện tại cái phần râu ở dưới cổ mình hơi dài, mình có thể sử dụng thêm một cái tông đơ để mình tỉa các bạn, để sử dụng cái tông đơ clip, mình không có gắn cử gì hết thì nó sẽ cắt sát luôn. Ở dưới nó sạch sẽ rồi. À, thì bây giờ mình có thể sử dụng thêm một cái ít sáp. Sáp này là chuyên dụng cho rau. Rau mình nó đã lên đẹp, nhuộm đẹp rồi thì bây giờ mình sẽ dùng sáp vuốt đó, vuốt cho nó ngay nếp đó. Ngay nếp. Bình thường không sử dụng sáp đó thì cái rau nó hơi sụp sệ trước, thì mình đi đâu ra ngoài hoặc đi làm đó, mình sẽ bôi cái sáp này lên. Cái sáp nó như thế này đó. Sáp như thế này, mình chọn bạn xem trong đó. Bôi lên. Sáp này giúp cho râu mình nó dưỡng đẹp tốt, mềm râu mềm da, thơm nữa rồi, tốt cho sức khỏe luôn. Ok. Đó, mình vuốt lại cho nó đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn cách nhuộm râu. Nếu mà các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan đến cái sản phẩm nhuộm râu Biegen của Mỹ thì các bạn có thể comment bên dưới để mình hỗ trợ chia sẻ những cái kiến thức xoay quanh về cái sản phẩm. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.